Ngày 5 tháng 3, Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố số lượng thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 là 96.070 thí sinh. So với năm 2023, số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 năm nay nhiều hơn khoảng 8.000 em và cũng là con số cao nhất tính từ năm 2018 đến nay. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi đông thí sinh đăng ký nhất, sau đó là Đồng Nai, Bình Dương, Ngoài 21 tỉnh, thành phố như năm ngoái, thì năm nay có thêm 3 điểm thi mới tại Thừa Thiên Huế, Bình Phước và Tây Ninh. Kỳ thi đợt 1 được tổ chức vào ngày 7 tháng 4 và đợt 2 diễn ra vào ngày 2 tháng 6. Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào đúng một tuần sau khi thi, tức ngày 15 tháng 4 và đợt 2 là 10 tháng 6. Hiện có hơn 100 trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả kỳ thi này làm một trong các phương thức xét tuyển. Trong đó, 97 trường đại học Cấu trúc bài thi sẽ được giữ ổn định như các năm trước đó, gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ, toán học, tư duy logic, phân tích số liệu, giải quyết vấn đề, nhằm đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh. Bài thi chú trọng đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc lòng. Với 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, thí sinh làm bài trong thời gian 150 phút.